thêm rất là nhiều đèn led pha bi cầu mini M8C để phục vụ anh em Dream cũng như là anh em thợ nhé. Anh em Dream ơi nhỏ, ơi Thái, Sipor, Yaz, tất cả các dòng xe chân M5 thì anh em đều có thể lắp ma M8C này. Phiên bản M8C 2024 này, cái tỷ lệ lỗi của nó rất là thấp, 1000 cái may ra thì mới bị lỗi một cái thôi anh em ạ. Và ở phiên bản này anh em chạy điện máy hay điện bình vẫn luôn là ok nhé. Nhưng theo quan điểm cá nhân của em thì vẫn ưu tiên anh em chạy điện bình để tối ưu độ sáng cũng như là độ bền của chip led. Dây rắc cắm thì chuẩn luôn cho hệ M5, giữ zin tuyệt đối, cắm là ăn ngay, phụ kiện lò xo đầy đủ, lắp lên xe rất là đẹp luôn anh em ạ. Hàng bên em bảo hành 12 tháng lỗi 1 đổi 1, anh em thợ yên tâm bảo hành cho khách thoải mái luôn, tẹt ga luôn. Sau đây mời anh em thẩm qua ánh sáng của M8C. Năm mới 2024 rất mong sẽ được nhiều anh em ủng hộ nhiều hơn nữa. Cảm ơn anh em.